Đây mình sẽ đi ăn thử quán Quá Đã đường Cao Thắng nha, tại của chú Kim Tử Long. Lần đầu tiên mình tới đây. Đây là ghế đợi để chuẩn bị bàn, nãy mình đã có đặt trước rồi. Sau khi chờ một khoảng thời gian đó thì mình sẽ được dẫn lên lầu 3. Lầu 3 thì đây nó có bàn 4 ghế nhưng mà mình đặt có 2 người thôi. Thì đây là cái menu các bạn có thể chọn. Ở đây thì các bạn thấy là người lớn, nó chia là buổi sáng và buổi chiều. Buổi tối, chiều tối thì nó có mức giá từ 328 và trẻ em là 238. Đó. Buổi chiều thì họ tính từ 15 giờ đến 23 giờ. Đó, buổi sáng thì từ 10:30 đến 15 giờ. Đó, mình nhớ này. Chúng ta sẽ coi sơ cái menu nha. Có món khai vị. Đây là món khai vị. Bò Mỹ, này combo, chúng ta có những cái combo này. À, có cái tim bò nữa. Sẽ qua bên đây. Phần này chúng ta có heo thì chúng ta có những cái thứ này như heo, heo rừng. À thì đây thì họ sử dụng là heo rừng. Có những món khác đặc sản như là vú heo, nọng heo, sụn heo. Phía đây là phần gà. Bên đây chúng ta sẽ có là hải sản. Hải sản chúng ta có combo hải sản như là đây, cái này. Đây, cá sông. Chung là mới mức giá 300 mấy thì nhìn cái menu này rất là ngon. Và hiện tại thì mình đi trễ, mình đi 8:30 thì nhân viên báo là đã hết trái cây và rau salad, thì còn lại thì còn đủ hết. 8:30 thôi đã hết rồi. Hết những cái phần đó thôi, còn tất cả thì đủ. Đây là menu của cơm và mì. Đây. Có cả tteokbokki, bạn nào thích ăn hàng món Hàn thì có thể lại đây. Đủ hết. Có cả món Nhật, sushi, món cay, thì ra có lẩu nấm, thì và một số món gì đậu hũ dế bạc. Chung menu khá là phong phú. Về phần nước uống thì chúng ta tính tiền nha. Đây thì chúng ta sẽ tính tiền. Mức giá thì nằm bên này. Bia cũng vậy. Có cái này free. Yes. Hình như là Coca là free. Này là tùy theo tháng nha các bạn, chương trình nó sẽ thay đổi liên tục. Menu nói chung chỉ có vậy thôi. Đây có một cái lò ở đây và có hút khói này. Cái chấm thì họ cho chúng ta như thế này. Đây, và muỗng, đũa và một khăn giấy. Đây. Ra chờ đem món ra thôi. Đó thì mình đã kêu một cái combo tất cả lò bò loại này. Đó, lò này và bên kia thì mình muốn kêu một cái combo hải sản. Rồi, và nướng với đầu lửa khá là lớn nên các bạn nướng với nhanh tay nha. Đó, bên đó là nghĩa lòng, bây giờ tim bò. Nhìn rất là ngon. Cái này chúng ta có một số món tráng miệng này. Bên này chúng ta cũng có một số món như là con hươu, mê ốc và số này là cookie. Cà ri, cà ri. Đây chúng ta có cơm,
Thì bạn trên lầu 3. Mấy ít rau salad. Ốc. Ốc đây rất là sạch sẽ. Mình nhỏ ốc không? Sạch thế ghê thiệt. Lát nữa mình sẽ kêu một cái lẩu. Lẩu quá đã. Đây là cái lẩu quá đã. Lẩu này là do chú Kim Vĩ Long có công thức kia thì nấu nè. Ở đây mình múc được cái chén cho các bạn coi. À, cái nước lẩu nó rất là đặc biệt chứ không? Có ớt cho mày nè. À, lẩu này thì nó có thịt bò sẵn rồi nè. Thịt bò với gia vị rồi nêm sẵn hết rồi. Ăn nước súp nó rất là ngon luôn. Nó vừa ăn mà nó thanh đã các bạn. Nào, các bạn hay nấu từ nước súp thịt bò đàng hoàng luôn, rất là ngon luôn. Thịt bò cực kỳ là mềm và nấu này có rau, mình không biết là rau gì nữa, rất là ngon. Mình bắp cải và cái này thì mình không biết rau gì đó. Đó, cho thêm hai nhát mì. Và các bạn muốn ăn cái gì thì các bạn cứ thêm. Mà thường là cái này gỗ này mà các bạn ăn sao đó, bạn ăn sao thì nó cũng rất là no rồi. Nhưng mình nghĩ là bao nhiêu thịt trong cái nồi mà ăn là đủ rồi, không cần phải kêu thêm. Đó, mình kêu thêm mình thấy là nó kêu thêm là hơi bị dư rồi. Này ngon quá đã. Thịt bò sát cực kỳ là mềm luôn, cực kỳ đã, cực kỳ ngon, đúng chắc là lẩu quá đã. À, mềm cực kỳ mềm luôn. Ăn mấy thịt bò hấp với nước lẩu này ngon cực kỳ.